đi sao lại ngon này. Ôi. Em nhìn thấy nồi gà đẳng cấp chưa? Quá là đẳng cấp luôn cả nhà. Ôi cả nhà nhìn này, xé tay này. Các bảo cái gà này. Ôi. Trời ơi, ôi rồi, ôi rồi, ôi thế thì nhất anh rồi. Rồi ok, món ơi. Ôi. Trời ơi, miếng này mới là miếng ngon đấy bố này. To này bố ăn nào hết. Con gà này nó quá ngon luôn, nó ngọt. Phải nói là phải biết luộc cả nhà. Không biết luộc thì chắc chắn là ăn nó sẽ bị. Ngoài thì chín tét ra, trong thì vẫn đỏ. Ôi, bu đã hết cái đùi gà rồi á. Cả con gà của hai cái đùi mỗi bà cháu cái ăn toáng vài giây đã hết rồi. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với nhà sệ hôm nay. Hôm nay nhà sệ có món ẩm thực gọi là một con gà mái. Một con gà mái tơ nhưng rất là ngon nhé. Thì hôm nay thì đúng là nhà sệ ăn con gà cả con thật cả nhà. Ui dồi ôi, sệ sẽ cắt cái đầu nó ra này. Cả nhà nhìn con gà ngon ạ, vừa luộc xong nhé. Nó mỡ này, nước nó chảy này. Nóng bốc khói nha. Bốc khói luôn cả nhà. Ôi, hai cái đùi này vặt ra này. Ôi sao lại ngon thế này. Ôi. Anh nhìn thấy luộc gà đẳng cấp chưa? Quá là đẳng cấp luôn cả nhà. Luộc gà không? Người luộc rất là đẳng cấp. Đấy, giúp hai này. Không bị đỏ một tí nào nhá. Thề luôn là cho hai bà cháu, mỗi bà cháu một cái đùi. Oh. Cho thằng bé thử cái này trước này. À. Đây là cho thằng cu con nhất anh thử trước này cả nhà. Này. Con Hà con đây. Cầm cái kéo quá nguy hiểm. Nguy hiểm gì em? Trình độ hết rồi. Không có cái gì cả. Ôi cả nhà nhìn này, xé tay này. Ta bảo cái gà này. Ôi. Thề luôn là cái gà này nó quá là ngon luôn cả nhà. Ui ôi pin này. Đi năm nay được. Ôi. Ăn gà nó phải như thế này cả nhà. Ôi trời ơi. Ăn da gà này hay ho. Gọi là hay ho ho gà đấy. Nhưng mà bây giờ lấy đâu ra ho gà bố. Giờ không có ho gà nữa cả nhà. Tiêm phòng hết rồi. Ui giời ơi. Ok, ăn thôi, thèm vậy quá. Vậy là ngon chứ cả nhà ơi. Như thế này thì quá ngon rồi. Thế bố cho thằng con trước này. Đây, cho con luôn. Cho con một cái luôn. Đấy, xong cho bà nội một cái cả nhà. Đấy. Nhà mình thì thằng cu út nó không ăn thì chỉ béo thằng thứ nhất thôi. Rồi, sẽ mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn cùng sẽ một con gà nguyên con. Sẽ vừa xé ra cả nhà. Ok, cảm ơn mọi người. À, con ăn một miếng rồi, bố cho con một miếng. Không. Đấy, thằng em thì không biết ăn cái gì nữa. Thôi được rồi, ok, sẽ mời cả nhà nhá. Thôi, được không? Đấy, anh Vin, đấy, anh Vin đứng đấy, ngồi xuống chấm. À. Trời ơi, ôi rồi, ôi rồi, ôi, thế thì nhất anh rồi. Rồi, ok, bọn ơi, ôi. Uầy, bố ơi. Trời ơi, miếng này mới là miếng ngon đấy bố này. To này bố ăn nào hết. Bố không ăn hết thì sao, tí ăn thừa thì con ăn cho. Đây. Thôi chị ăn đi. Vâng, nè. Bố thử đi, bố thử chấm một tí ti thôi. Rất là ngon. Ăn đi đi, bắt con đâu. Cho vào mồm cắn nó mới ngon, nhưng để dứt thế thì nó không ra gì rồi. Đấy. Bố thấy con dâu bông luộc gà đẳng cấp không? Ngon. Quá đẳng cấp luôn. Đi xé ra đi. Ngọt lắm. Ngọt đúng không? Con gà này là con gà mái. Nha. Ôi. Luộc chỉ sôi có 5 phút và ngâm 30 phút. Không bao giờ mất nước của gà. Quá ngon luôn cả nhà. À. Thằng bé hôm nay được cả cái đùi sướng không? Ui giời ơi, cái da gà này là nhất rồi. Ngon không con? Ôi giời, ôi giời ôi, ăn này. Ôi giời ôi. Luộc như thế này rất là ngon. Bây giờ thì sẽ hỏi
vợ sẽ xem là luộc kiểu gì mà con gà được ngon như này nhá. Ok, xin mời. Bật nước sôi lên, xong sau đó khi nào mà sôi, nước sôi thật già, anh thả gà vào. Thả gà vào nhá. Xong bắt đầu là sôi 5 phút thôi, là anh để nguyên con gà đó ủ khoảng độ tầm 15 phút một lượt. Xong bắt đầu lại bật lại sôi lượt nữa, xong ủ tầm 15 phút nữa vớt ra gà nguyên. Không bị chảy một tí nước nào luôn, không mất tí nước nào. Đấy, nhá. Thế là thành luôn một đĩa gà xé ngon không cả nhà này. Đấy, gà xé nguyên con nhé cả nhà nhá. Bình thường nếu mà luộc như kia nhá, cái phần sơ này này, nó sẽ rất là cứng đúng không? Đây nó không mất dai. Đây thì nó quá mềm luôn cả nhà. Đấy. Mà đây là gà mái đẻ rồi nhá. Nói thật với cả nhà là thằng bé lớn này nhà em là rất là thích ăn nhá. Rất là thích ăn gà mẹ luộc nhá. Đấy, ăn cả một cái đùi. Xô, ngọt không con? Ngon không? Cô Trang thấy sao em? Ngon không? Ôi giời ơi, coupon để áo kiểu gì ấy, bố quay được rồi nhá. Cô Trang đang ốm. Ăn này. Ăn này khỏe luôn cô ạ. Ôi giời ơi. Ngon thế. Miếng gà này. Miếng gà này mới là miếng gà đẳng cấp. Bin đây, Bin. Miếng này của bố mới là ngon này. Ui giời, của con toàn da chưa là gì bố này. Mai em lấy nhé cùng nhá. Của con miếng ai trắng tinh luôn nhá. Ừ. Chim răng. Ok. Trong điện thoại nó không trắng ở ngoài. Hả? Na. Đúng sở thích của đi. Con gà này nó quá ngon luôn. Nó ngon luôn. Nó ngọt. Nhưng mà phải nói là phải biết luộc cả nhà. Không biết luộc thì chắc chắn là ăn nó sẽ bị. Ngoài thì chín tét ra, trong thì vẫn đỏ. Con này thì không đỏ tí nào luôn. Ngon quá. Luộc gà người ta phải có cách ấy. Đấy nhá, nhớ nhá. Lấy vợ phải lấy cái người mà biết luộc gà như mẹ biết chưa. Nhá, okay. Ăn phải ăn hết xương này, không cứ bỏ một tí nào cả. Đấy mới là đẳng cấp. Con mà lại cứ tìm cô nào vụng thối vụng lát ở đấy thì sau này mai bố mẹ ăn cũng không được ngon. Mà con cũng mất nhờ luôn đấy. Ừ. Nào, con thử ăn như thế nào, thử chấm như thế nào. Tôi không ăn. Ăn thì ăn căng không. Mua con món tủ thì con dai này. Bỏ cất đi. Một cái da gà nữa. Ôi giời ơi, ăn như là kiểu như là đổ dầu vào mồm này thì chết rồi. Ngon quá. Ôi, bu đã hết cái đùi gà rồi á. Cả con gà của hai cái đùi mỗi bà cháu cái ăn toán vài giây đã hết rồi. Là ngon. cháu thì chưa ăn xong rồi, bà đã ăn xong rồi. Thế bà tốn lọc cái răng kia. Bà này ít răng nhá nhỉ. Không, nhưng mà phải bà ăn siêu đẳng đấy. Đấy, con dâu phải gấp ra hai miếng mà không ăn được cả nhà. Ăn cái đùi rồi. Bọn mình ăn cả cái đùi sao. Đây. Tiếp. Thằng con nó có cái bộ da nhìn như này ấy này con. Nhìn như là cái da lợn đấy nhỉ. Ngon thế. Bố gặm còng này. Đi. Ngon nhỉ. Gà này đúng là gà kiểu gà di ngày xưa ấy nhỉ. Thế ngon. Em thích ăn những cái này. Người ta làm sạch. Có cho không? Gà to thế này em đã không ăn được rồi. Với cả nó sạch. Nó không có đông. Xem mời cả nhà nhá.